rồi, đây em chọn các cây cho anh nhá. Cây đẹp ơi là đẹp luôn anh ạ. Thứ nhất là chúc Phật bà ấy, phải chọn những cái cây mà cái thứ nhất ba cây nó phải đều nhau, thứ hai là cái đốt nó phải ngắn, nó tròn đẹp như này. Đấy, anh nhìn thấy cây nào cây đấy ngắn tròn rất đẹp. Và cái gốc ở đây nó khá to nhá. Một đốt ngón tay của em là 2 cm, cái này tầm hơn 2 này. Cái này thì đấy, cái này thì tầm 2.5 này. Gốc rất là to luôn ạ. Đấy. To mà đều đặn nhau ạ. Cái bầu cái chậu đầu này cũng to rồi. Đấy. Em chọn ra đây là 6 chậu mà cũng đang phân vân lưỡng lự, còn chưa biết là bỏ đi một chậu nào. Thôi đấy, anh xem anh thích 5 cái chậu nào thì anh lấy, em sẽ đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, anh chọn cái số nào thì anh báo em nhé. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trúc Phật Bà, đem đo cái bụi này là bụi thấp nhất nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gần được 6 gang tay là bụi thấp nhất. Còn các cái bụi kia thì cái búp nó lên thì nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, anh ưng cái bụi nào thì anh báo em. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trúc Phật Bà, xin vui lòng alo ạ. 097 797 3535 ạ nhé. Cảm ơn bạn nhiều ạ.